Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang cái bài bài số 5 là chúng ta học sang bài âm thanh. Tức là hôm trước chúng ta đã học, nhân thấy lại một chút. Hôm trước chúng ta đã học cái cách điều khiển nhân vật, điều khiển hai ba nhân vật cùng một lúc. Và chúng ta học cái cách mà có thể dùng các lệnh vẽ để có thể vẽ các hình. Tức là khi mà cho con nhân vật di chuyển ấy, thì nếu chúng ta đưa thêm cái lệnh vẽ vào thì nhân vật nó đi đâu nó vẽ tới đó. Thì là đó là buổi hôm trước nhé. Thì những bài này vẫn là những bài rất là đơn giản ban đầu thôi, chưa có gì là khó cả. Dần dần trong vài buổi nữa nó sẽ khó dần lên. Hôm nay thầy nói thêm các bạn một chút nữa nhé. Đây là con mèo này. Các bạn biết rồi, con mèo là nó có tên này nhé. Đây chúng ta có đặt tên, chúng ta có đặt tên vào đây này là mèo này nhé. Đây là mèo, tên của mèo nhé. Ở đây là cái hướng của mèo, hướng ở đây này đó, hướng. Và chúng ta có thể thay đổi hướng của mèo ở đây. Thì cái lệnh mà thay đổi hướng của mèo là lệnh này, là cái lệnh là đây, point in direction. Chúng ta có thể là đổi hướng cho mèo, ta bấm đây ta chạy đây đấy, chúng ta cho nó lên trên này, bấm vào đây này đó. Đây là lệnh đổi hướng của mèo nhé. Đây là hướng này. Còn cái chỗ này là cái vị trí hiện thời của nhân vật của chúng ta. Đây là tọa độ x thì tọa độ y. Các bạn nhớ nhé chỗ này này. Đấy, khi ta di chuyển đây là cái này thay đổi theo, thấy không nào? Đó. Thì x y là cái tọa độ hiện thời của con mèo, của nhân vật của chúng ta. Thì tọa độ này tính như đâu? Tính bằng tâm của nó nhé. Mỗi con mèo nó có cái tâm của nó. Thì ta vào cái chỗ custom này, và đây chính là cái vị trí chúng ta có thể tính được, biết được tâm của con mèo là ở đâu. Thì tôi để cho nó nhỏ lại nhìn này. Đấy. Tâm nó ở giữa này, cái chỗ giữa này là ta nhìn thấy này. Đấy, bây giờ để này là nhìn thấy ngay nhé. Đấy. Thì ta di chuyển này. Tâm nó chỗ nó chỗ giữa này, để tôi đưa đây này. Đấy, tâm nhé. Đó. Thế như vậy đây là cái tọa độ này chính là tọa độ của tâm của chúng ta. Đây là tên của chúng ta. Rồi, thế bây giờ chúng ta sang cái nút là sao, là âm thanh. Thì đây là các âm thanh của con vật. Thì mỗi nhân vật là chúng ta có thể tạo ra một hay nhiều âm thanh ở đây nhé. Thì mặc định con mèo là có âm thanh là con mèo, chúng ta có thể nghe đây này, âm thanh như này ta nghe này. Đấy. Chưa? Thì bây giờ thầy muốn mèo nó nói là tôi là mèo đây thì có được không? Được. Thầy sẽ thu âm thanh vào bên trong cái phần mềm này nhé. Để làm như sau. Bây giờ muốn thu âm thì làm như nào? Thì chúng ta đưa con chuột trỏ vào đây. Và đây chính lệnh thu âm đây. Đây là lệnh là chúng ta thu âm thêm một âm thanh nữa để cho con mèo. Bấm vào đây nhé. Đấy, nó vào chỗ này. Và đây là cái màn hình để chúng ta ghi âm trực tiếp từ bàn phím, tạo ra một âm thanh để đưa vào cho con mèo. Đây, để tôi để vào đây nhé. Bấm đây để vào thu âm này. Tôi là mèo đây. Đấy, tôi vừa mới tạo ra một âm thanh là mèo đây, và tôi nghe thử lại này. Thầy nghe thử lại nhé. Tôi là mèo đây. Ở từ đây đến đây là chỗ này là chỗ nó chưa có gì cả, nhưng mà nó trống. Bây giờ chúng ta có thể kéo này ra bên vào, kéo vào để xóa đi. Đấy, như vậy chỗ này là ta chỗ xóa chỗ này đi. Và mình bấm nút save ghi lại này, xem lại nhé. Tôi là mèo đây. Rồi, bấm vào đây, ghi lại. Xong. Mẹ ơi, con không nghe thấy gì cả. Có nghe thấy không? Con nghe thấy tiếng tôi là mèo đây ạ. Nó chưa có, bây giờ nghe lại này. Đây này. Không có nghe gì hết rồi. Tôi là mèo đây. Nghe rõ chưa? Dạ cũng không nghe thầy ơi. Không nghe thấy à? Không nghe thấy thầy ơi. Con không nghe thầy ơi. Không sao, nghe thấy thấy nhỉ? Con không thể. Các cậu cứ từ từ, thầy sẽ chỉnh thầy. Vô lý nhỉ? Con không nghe thấy ạ. Tôi là mèo đây. Nghe được chưa? Con có nghe được không? Vẫn chưa nghe thấy thầy ơi. À. Không nghe gì hết thầy ơi. Lạ gì? Có nghe thầy nói gì không? Dạ nghe. Thầy dạ nói có. Thầy nói đi nghe thấy hả? Ừ. Thầy nói thì nghe thấy mà màn hình lại không thấy hả con? Dạ. Không nghe thấy gì ạ? Dạ anh ơi. Dạ thầy ơi.
màn hình vẫn thấy thầy nói vẫn nghe, nhưng mà cái âm thanh của bây giờ thầy làm thầy gây lại cho này nhé, đây này. Như vậy là đây là âm thanh của mèo này, và bây giờ thầy có thể ghi lại cái đây là âm thanh, đây là mèo này, đây là mèo nhé, còn đây là thứ hai này, bấm vào đây này, tôi là mèo đây, có nghe được không? Em nghe rõ thầy, nghe được âm thanh, nghe được không? Rõ lắm thầy. Ừ đấy, như vậy nghe rõ nhé. Đấy. Con không nghe rõ thầy. Cái này thì khó nhỉ, người thì nghe rõ, người cũng nghe rõ nhỉ, lạ nhỉ. Thử đem tai nghe vào đi, con nghe được không? Thế đã điểm thanh rất lớn đấy rồi mà, không nghe thấy à? Nghe rõ mà. Con. Thấy mèo. Nha. Đấy, bây giờ thầy lập trình cho con mèo nói thử nhé, tôi là mèo đây nhé, đây này, thầy lập trình này, thầy cho cái lệnh vào đây này, quay về bên phải này, và thầy sẽ đồng thời vừa bật âm thanh vừa nói này, thầy bảo âm thanh nhé, và chọn cái lệnh là start, đây, sao đây, và chọn cái âm thanh là tôi là mèo này, đây, click cái này này. Bây giờ thử sửa bên này nhé, thầy bấm cái chỗ này này, bấm âm thanh này, bấm vào cái lệnh thứ hai này nhé, thầy sửa chỗ này, thầy là đặt tên là mèo nói này, mèo nói, thì đây là chính là cái âm thanh, tên của âm thanh mèo nói, hiểu không nào? Ở đây này, đây là âm thanh này này, còn trên này là âm thanh là meo meo này, đây là tôi là mèo đây này, nghe lại thử nhé. Tôi là mèo đây. Đấy, nghe rõ chưa? Rồi mèo nói này, đấy. Và đồng thời thầy cho mèo nói ra miệng nhé, bây giờ mèo phát âm ra, đây là mèo nói, và đồng thời mèo vào lúc này và bật cái chức năng là mèo nói lên đây, đây bấm gọi là tôi là mèo đây nhé, tôi là mèo đây. Đấy. Thì các bạn chú ý nhé, cái lệnh này là cái lệnh mà mèo phát âm ra cái chữ của âm thanh ở đây này mèo nói này đó. Nhưng mà đồng thời khi mà phát âm ra, đồng thời chạy luôn lệnh thứ hai này. Đấy. Thì ở đây để như này thì chúng ta nghe được vừa đồng đồng. Thầy ơi, con không thấy màn hình của thầy, thầy ơi. Không thấy à? Trong mạng của nó bị lag ạ. Con không thấy rõ. Con không thấy màn hình của thầy. Có thấy mà. Bên này thấy bình thường thầy ạ. À. Thấy à? Em coi thử em có bấm nhập vào cái gì không? Còn bên này vẫn bình thường đó thầy. Nhưng mà có người vẫn nhìn thấy bình thường mà nhé. Em vẫn thấy bình thường mà. Ừ. Rõ. Một số bạn vẫn nghe thấy âm thanh bình thường, vẫn nhìn thấy bình thường đúng không? Chỉ một con số bạn. Con nghe thấy thầy nói nhưng mà con không thấy màn hình của thầy. Em thì nghe nói thầy rõ, bạn là màn hình rõ luôn thầy. Chia sẻ lại à? Thầy vẫn nghe rõ mà. Cho bên phía mấy em á, chứ còn nghe rõ là bình thường hả thầy ạ? Ừ. Chắc vẫn nghe rõ mà. Thôi nhá, thôi ra học tiếp đi. Không ảnh hưởng đến cả lớp. Như vậy là như sau nhá, đây là lệnh này, là cái lệnh này là gồm có 3 lệnh này, lệnh thứ nhất là lệnh là cho mèo quay về hướng bên phải này, thứ hai là lệnh mèo sẽ nói phát ra âm thanh, cái âm thanh là tôi là mèo đây, lệnh này là nó phát âm thanh và đồng thời nó chuyển luôn sang lệnh tiếp theo và hiện ra dòng chữ là tôi là mèo đây trong hai trong 2 giây, nghe thử nhé, chạy thử này, tôi là mèo đây. Đấy, nhưng mà đồng thời hiện chữ và đồng thời nói đó, và hiện chữ là trong 2 giây. Nhưng mà đây thì bạn chú ý là cái lệnh này nhé. Bây giờ chúng ta xem lệnh chúng ta xem lệnh khác này. Chúng ta vào lệnh sao này. Có lệnh khác là lệnh này. Đây, lệnh khác nhé. Lệnh này khác lệnh này. Lệnh này là như sau. Lệnh này là
phần mềm sẽ phát âm thanh tôi là mèo đây và phát xong rồi. Phát xong rồi thì mới chuyển sang lệnh thứ hai. Đấy, bây giờ tôi để lại như này nhé, tôi bỏ cái này ra này, tôi cho cái này vào đây này. Và xem như nào nhé. Thì ở đây này, lệnh thứ hai này này. Ở đây này, lệnh là mèo là lệnh này như sau, lệnh này khác lệnh này nhé. Cái lệnh này là lệnh là phát âm thanh mèo nói và phát xong rồi thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Đó. Còn lệnh này 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 là phát âm thanh, phát xong, phát rồi, đồng thời lệnh thứ hai cũng phát luôn. Vậy này là khi tôi để như này là hai này sẽ chạy đồng thời. Còn tôi để như này thì khác. Để như này thì là phát xong cái âm thanh rồi thì toàn mèo mới nói là tôi là mèo đây. Chúng ta chơi thử xem thử nhá. Nghe thử này. Tôi là mèo đây. Đó, như vậy là khi mà mèo nói xong cái âm thanh là tôi là mèo đây thì hết rồi thì mới chuyển sang lệnh thứ hai. Như vậy là lập tiêu chỉnh như này là sai. Là chúng ta phải làm như sau nhá. Chúng ta phải bỏ con này ra, chúng ta làm cái này, chúng ta làm cái này thì đúng hơn này. Chúng ta gọi lệnh này ra này. Đó, lệnh này này. À, tôi để là tôi là mèo đây. Tôi là mèo đây. Và lệnh này này, ta sẽ để lên trước. Đó, và giữa đây thì được. Ở đây nhé, là lệnh say. Tôi là mèo đây. Và lệnh này sẽ chạy mãi mãi. Không phải đây lệnh này sẽ dừng sau 2 giây. Lệnh này thì không. Lệnh này là hiện mãi. Và đồng thời như vậy là chạy luôn lệnh thứ hai. Tôi là mèo đây. Đấy, đồng thời nhé. Lệnh thứ hai này, chạy lại nhé. Cho các bạn xem nhé. Tôi là mèo đây. Đó. Và lệnh này này. Vì lệnh say này là nó hiện ra mãi mãi cho nên là nó dừng nó hiện ra luôn ở đây. Đó. Thì việc thầy muốn là khi mà mèo nói xong cái câu là tôi là mèo đây thì cũng dừng lại ở đây thì làm như nào? Tôi làm như sau, tôi dùng cái lệnh say này và tôi xóa đi. Đó. Thì được. Chỉ lại thử nhá. Tôi là mèo đây. Đấy, và mất đi. Mà chúng ta có hai cách, đây là cách 1 này. Cách thứ hai là như sau, tôi là thầy copy lại cho bạn xem. Cách thứ hai là như thế này, cách thứ hai là cho cái lệnh này là 1 này, lệnh này là 2, lệnh này là 2, sau đó ta chạy lệnh này, xong lệnh này. Như vậy là chúng ta có thể chạy chương trình này theo hai cách. Đây là cách 1 này, lệnh start sao trước, xong lệnh say tôi là mèo đây trong 2 giây. Còn lệnh này là say tôi là mèo đây, sau đó là start sao until done ở chỗ này. Tức là lệnh này lệnh là phần mềm sẽ nói sẽ phát âm thanh xong rồi thì mới chuyển sang phần tiếp theo, được chưa? Đó, cho nên là rất quan trọng nhé, các bạn thấy sẽ rất quan trọng luôn đấy nhé. Thế bây giờ đây, thầy cho các bạn một bài nữa, chúng ta thấy là quan trọng của cái lệnh là âm thanh nhé. Bây giờ thầy chúng ta thầy lưu lại một cái bài này, thầy lưu lại nhé, để chúng ta lưu lại, để chúng ta nhớ lại nhé. Đây là hôm nay là bài số 3, thầy sẽ lưu lại để chúng ta nhớ bài 3 nhé. Cái bài số 1 là mèo nói 1 nhé. Rồi, thế bây giờ thầy muốn như này này, thầy muốn là bây giờ mèo sẽ nói hai câu, cái chuyện ấy. Mèo nói câu đầu tiên là tôi là mèo đây, sau đó nghỉ một giây. Sau đó mèo sẽ nói tiếp câu thứ hai là tôi là chú mèo rất là ngoan, được rất nhiều người thích. Như vậy thì mèo nói hai câu nhé. Thì làm thế nào để mèo nói hết câu 1, sau đó là nghỉ, sau đó chuyển sang câu thứ hai thì làm thế nào? Để làm thử nhé. Đây chúng ta vào lại chữ sao. Và đây là mèo nói câu 1 nhé. Bây giờ thầy sẽ thu âm thêm một câu nữa để mô tả là mèo nói câu thứ hai nhé. Bây giờ thầy vào đây thu âm thêm này. Thầy vào đây thu âm thêm nhé. Rồi, thầy thu âm thêm âm thanh thứ hai nhé. Âm thanh 1 là mèo nói là câu là tôi là mèo đây. Còn âm thanh thứ hai là tôi là một chú mèo rất dễ thương nhé. Các bạn tắt âm thanh như nào để các lớp cùng nghe nào. Bia thử nhé nào. Bấm lên này. Tôi là một chú mèo rất dễ thương. Đấy, thử nhé. Chúng ta thử lại chính xác con nào. Ta để ở đây cho nghe nhé. Kéo đây này để nhìn rõ này. Đây nhé, nghe lại này. Tôi là một chú mèo rất dễ thương. À, một số bạn đây là bị ấy à. Thầy để ở đây. Tôi là một chú mèo rất dễ thương.
Nhưng mình ồn quá, mình ồn quá. Đợi 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 một tí nhá. Rồi, tất cả lớp rồi. Rồi, được nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi nhá. Nghe lại cái này này. Tôi là một chú mèo rất dễ thương. Rồi, đó. Ghi lại này. Tôi là một chú mèo rất dễ thương. Rồi, ghi lại này. Nhá. Và cái âm thanh thứ hai này tôi đặt tên này, tôi đặt tên là mèo kể chuyện. Được chưa? Đấy. Mà chúng ta thấy là cái con mèo này mình có 3 âm thanh. Âm thanh 1 là meo meo này, âm thanh thứ 2 là mèo nói này, câu là một câu này, âm thanh thứ 3 là mèo kể chuyện. Bây giờ thầy muốn là như sau, thầy muốn là mèo đầu tiên vào và nói là tôi là mèo đây. Đấy, sau đó là mèo sẽ nghỉ một tí, xong lại nói tiếp tôi kể chuyện về tôi. Nhá. Đấy thì các bạn lập trình như sau, bị thầy là xóa lại từ đầu nhá. Đây. Thầy bảo này, thầy bảo đầu tiên là cho mèo ở đây này. Thì đầu tiên là mèo sẽ nói trước cái câu là gì, tôi là mèo đây, và chúng ta dùng cái lệnh là play sound until done. Đây, tôi dùng lệnh chọn cái là mèo nói này. Lệnh tôi này, là mèo đây. Lệnh này sẽ nói cho đến khi mà mèo nói hết rồi thì mới dừng lại, và chúng ta cho lệnh chờ trong 1 giây và chúng ta gọi tiếp lệnh thứ hai. Đây, mèo kể chuyện. Vậy lệnh này là gì? Mèo sẽ phát âm âm thanh kia, đầu tiên là mèo nói, phát âm âm thanh xong rồi thì nghỉ, sau đó nghỉ 1 giây. Nghỉ 1 giây xong rồi, mèo sẽ nói tiếp câu thứ hai là kể chuyện. Đấy, chúng ta chú ý như vậy là cái lệnh play sound until done là như vậy. Là nói xong rồi thì dừng lại, thì chuyển sang lệnh sau. Chứ chúng ta dùng lệnh này là sai, chúng ta dùng lệnh này là sai này. Đấy, chúng ta dùng lệnh này là sai nhé. Đấy, vì chúng ta để này là sai này. Mèo nói này. Sau đó là away này. Sau đó là cho lệnh này vào thì là sai. Đấy. Thế này là sai nhé. Thế này là sai này. Sai. Thế này mới đúng này. Đấy. Tức là mèo nói xong câu là mèo nói là câu là tôi là mèo đây và nói xong rồi ẩn tin đăn thì mới chuyển sang lệnh chờ. Chờ xong rồi mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Các bạn chú ý nhé. Vì cái này mới đúng này. Tôi xóa này đi này. Đó. Rồi. Nghe thử nhé. Chúng ta nghe thử này. Tôi là mèo đây. Hãy dừng lại. Tôi là một chú mèo rất dễ thương. Đó, ta chú ý là đây là các bạn chú ý phân biệt hai cái lệnh về âm thanh rất quan trọng. Một lệnh là start sound là phát âm thanh, nhưng đồng thời là phát luôn lệnh tiếp theo, chạy lệnh tiếp theo. Còn lệnh thứ hai lệnh này là mèo là phát cái lệnh là mèo nói là nhân vật nói, mà nói xong rồi thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Các bạn chú ý nhé. Thực tế chúng ta dùng rất nhiều trong một cho hai trường hợp này thì tùy lúc chúng ta sẽ chọn cái nào thì tùy các bạn nhé. Cho nó hợp lý nhất là có thể được. Đấy, như vậy cái bài đây là bài số 2 nhé. Bài số 2 đặt tên là mèo kể chuyện này. Mèo kể chuyện. Được chưa? Rồi. Được chưa? Thế thì chúng ta như vậy chúng ta thấy là nó có rất nhiều những cái cách khác nhau của chúng ta xử lý nhé. Thôi bây giờ thầy sẽ chuyển sang một cái bài tiếp theo nữa, một y tiếp theo nữa này. Tức là trong phần âm thanh ấy, bây giờ thầy lưu cái file mới nhé. Bây giờ thầy để cho nhân vật chúng ta không phải là mèo mà là một người nhé. Thì chọn một người vào đây, thì chọn một người nghĩa là cô giáo chẳng hạn hay em bé nhé. Đây là bạn của chúng ta nhé. Bây giờ thầy muốn là cũng thể cắt mèo đi này. Thì muốn cô giáo này hát bài, thì có hát được không? Đó, thì nếu chúng ta có file âm thanh thì chúng ta có thể là yêu cầu là bạn này là hát bài đó được. Thì thử các bạn xem nhé, bây giờ thầy làm sao nhé, bây giờ thầy cho đầu tiên thầy cho các bạn này, thầy nói một câu này là tôi sẽ hát. Đây, thầy đã thử các bạn xem nhé. Tôi này, tôi sẽ hát cho các bạn nghe. Được chưa? Nói lại này nhé. Đây là như thế này, chỉ trong 2 giây thôi. Đấy. Đây, chạy thử nhé. Đây, hát cho các bạn nghe. Thì hát như thế nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta chú ý nhé. Đây. Thì chúng ta vào âm thanh và chúng ta có một cái lệnh ở đây này. Ở đây có một lệnh này này. Đây là cái lệnh là chúng ta có thể tạo âm thanh, phát thanh ở trên máy tính. Bài hát.
một cái file con đuôi là MP3, chúng ta có thể đưa vào đưa vào đây được. Thầy làm thử nhé. Đây, thầy tìm này, bấm đây này, bấm đây sẽ tìm ra, mở đĩa ra và tìm ở trên máy tính của chúng ta một cái file âm thanh nào đó. Để thầy tìm thử nhé, thầy tìm hình như thầy có đâu đó lưu trong máy tính của thầy đấy, để tìm thôi. Ở trong tính của thầy nằm ở đâu đó thì tìm lại nhé. Ở trong này thì phải, trong phần này thì phải, trong cái phần thì tìm, nhớ thì để đâu đó trong máy tính thì tìm thôi. Đó. Máy tính của thầy nó đang rất là nhiều thứ thì tìm, phải tìm lại. À đây, cái phần phần scratch đây nhé. Đây, 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 đây. Thầy tìm trong máy tính của thầy. Trong máy tính được thôi. Thầy tìm trong máy tính của thầy có nhiều thứ mà. Thầy tìm nhé. Có cái file âm thanh thì cần tìm file âm thanh, là có file âm, tìm file âm bài hát đấy nhé. Yeah. Âm thanh đây này, âm thanh như này, ở đây không có. Tôi tìm âm thanh là bài hát cơ. Đây không có. À chuỗi con English alphabet sao thì đang chuỗi con đây này. À, nghe thử nhé, đây này, cái bài này, bài hát đây này, nghe thử nhé. Thầy mở cái file chuỗi con này ra này. Đấy, nó đưa vào đây. Thấy không? Như vậy là một file âm thanh có thể đưa từ bên ngoài vào trong trong phần mềm. Cho nó nghe thử nhé. Chú là chú ấy có. Ai có đấy. Hay là rồi, chúng ta bây giờ dùng này nhé. Bây giờ chúng ta vào đây, chúng ta vào code đây. Và chúng ta sẽ thầy sửa cái bài này là tôi sẽ hát cho các bạn nghe bài bài chú ấy con. Được chưa? Sau chờ hai giây, sau đó chúng ta vào âm thanh và chúng ta cho con bật âm thanh là bật âm thanh ẩn thiên đan nhé. Đấy, hát xong rồi thì em bé sẽ chào là xin chào các bạn, tôi đã hát xong, xin chào. Được chưa? Đấy, cho là nghe thử nhé, bật thế này. Chị thử nhá, đây này. Đấy. Chú là chú ăn con. Đấy, thấy không nào, nghe rõ không? Đấy. Đã xong, xin chào. Nhưng mà các bạn thấy không nhỉ? Chúng ta có thể đưa vào trong cái bài hát chúng ta có thu âm ở trên máy tính. Được chưa? Chúng ta đưa cả cái file đó vào trong, nhưng mà có thể hát được. Đó. Bây giờ thì ơi. Thấy không? Bài hát trên mạng về cái file được thôi. Ừ. Bài hát trên mạng các con sẽ thu âm hay là gì đó, chúng ta thu âm bằng điện thoại cũng được, hay là chúng ta đưa cái download trên mạng về cái file là, hoặc là file đuôi là file WAV, hoặc là file đuôi là MP3 nhé. Đó. Như vậy chúng ta có. Bây giờ chúng ta ghi cái bài này lại là bài số 3, là bài là mèo hát nhé. Mèo hát này tôi ghi vào chỗ bài chỗ mà bài của chúng ta đâu nhỉ? Nhớ hôm nay là bài số 3 này, bài số 3 là mèo hát này, đấy, mèo hát nhé. Không nghe thấy gì? Có nghe rõ không? Nghe rõ mà đúng không? Con có thể cho bạn này đọc một bài thay vì hát một bài được không? Cũng được. Thầy âm thanh ở trong máy của thầy là không nghe được. Ghi âm cái bài hát trên mạng nó đang rồi thôi. Bài hát trên mạng thì ấy thôi, thì bài hát là có cái file tệp bài hát là cái tệp mà có đuôi là hoặc là file WAV là WAV hoặc là cái file nó là file MP3 nhé, các bạn chú ý cho đấy. Chuyển bài hát thành file thôi. Đúng thế, ta chuyển bài hát thành file, không thì file lại đưa vào. Em hỏi đi. Em hỏi đi. Cái đó là đúng thôi.
nhá. Đó, như vậy là... Này là thầy có chấm điểm không đó thầy? Cái gì cơ? Thầy làm một bài tập không? Thầy có chấm điểm không thầy? Các em làm theo đáp bài gì? Làm ở đâu? Không, ý là em làm bài tập không rồi em đưa lên cái driver đó rồi thầy có chấm không thầy? Có, thì xem là các bạn làm đúng hay sai thôi nhá. Cô thầy có cho xem điểm được không? Hay là ấy thôi? Không, thầy thì thầy chấm thôi thì xem đúng hay sai thôi nhé. Đấy, rồi nhưng mà chúng ta vừa mới học một cái học được mấy cái phần đơn giản thôi nhưng mà rất là quan trọng là chúng ta làm việc phai âm thanh. Mỗi nhân vật là có phát âm thanh. Nhưng mà âm thanh âm nhân vật đây nó có cả các cái vật đây, nó có cả những cái đây là các cái costume này là cái gì? Là cái trang phục, còn cái sau đây là âm thanh. Được chưa? Được rồi. Đấy, như vậy chúng ta bây giờ thầy sang một cái bài khác nhé. Một bài khác để chúng ta hình dung nhé. Bây giờ thầy sẽ nêu bài mới và thầy sẽ cho chúng ta học tiếp phần tiếp theo nữa là chúng ta dùng trang phục để chúng ta thực hiện một số cái bài tập rất là hay của nhân vật. Ví dụ, chúng ta cho nhân vật là chuyển động, chạy trên màn hình chẳng hạn. Chạy tại chỗ trên màn hình, được chưa? Giả sử có mèo nhé, đây. Bây giờ cho mèo chạy tại chỗ này, làm như sau này nhé. Chúng ta sử dụng cái costume để chúng ta có thể làm. Đây là có hai nhé, đây là cái mèo có hai trang phục một là chưa có hai đây, thì làm như này thì mèo như là đang chạy ấy. Thấy không nào? Đó, và bây giờ chúng ta có thể mô tả con mèo chạy như sau nhé. Ví dụ đây, tôi làm như này đây. Thầy mô tả, thầy dùng các kỹ thuật của Scratch để mô tả nhân vật chạy tại chỗ hoặc chạy trên màn hình. Được chưa? Chúng ta làm xem thử nhé. Đây, thầy tạo ra một cái vòng lặp vô hạn. Thì trong ở trong Scratch nó có vòng lặp vô hạn, chính là vòng lặp này, forever. Đây là chúng ta biết rồi đúng không nhỉ? Thì ở trong này muốn cho nó chạy mô tả con mèo nó chạy thì làm dùng lệnh gì? Dùng lệnh này. Chúng ta vào looks và chúng ta dùng cái lệnh là next costume. Đây là lệnh mà nó sẽ chuyển sang mèo sẽ chuyển sang trang phục tiếp theo và cứ chuyển đi chuyển lại. Nếu mà mèo nhất đầu tiên là đang ở đây này, xong mèo chuyển sang trang phục thứ hai này, xong lại quay về, cứ như vậy quay đi quay lại nhiều, và cứ như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là như mèo đang chạy. Thầy thử xem nhé. Thầy bỏ vào đây này. Thầy ơi thầy chỉnh cái code luôn tiếng Việt đúng không? Tiếng Việt cũng được. Đây, tiếng Việt đây, tiếng Việt nhé, cũng được mà. Đây, đây là vào cái lệnh là liên tục và mãi mãi đấy, và cái lệnh này là lệnh trang phục kế tiếp, tức là nó sẽ chuyển trang phục từ 1 sang 2, từ 2 về 1, cứ như vậy, từ 1 sang 2, 2 sang 3, cho đến cuối cùng lại quay về 1, cứ như vậy nhé. Này, lệnh này này, đây chính lệnh là tiếng Anh nó là next costume, còn tiếng Việt là trang phục kế tiếp nhé. Tôi bảo ở đây này, tôi bảo ở đây này, chạy thử nhé. Này, đấy, thấy mèo chạy chưa? Nếu muốn cho mèo nó chạy chậm lại thì làm như thế này. Thì ta đưa theo đây một cái lệnh vào giữa và ở đây ta cho cái lệnh là lệnh chờ. Đào chờ đây. Vậy thân đây chờ là ví dụ là 0.1 giây. Thì mình sửa một chút. 1 giây thì chậm quá, thì để là 0.3 giây chẳng hạn. Đó, ta để ở đây này. Như vậy là nó đổi trang phục xong lại chờ. Cứ thế liên tục như vậy. Cái này vòng lọc liên tục mà. Chạy thử nhé. Vẫn nhanh quá, vẫn chậm quá. Thì sửa lại này. Thì sửa lại chỗ này là muốn cho nhanh hơn, tôi để đây là 0.03 cho nhanh hơn. Đấy, nhanh hơn rồi đấy. Được chưa? Các bạn thấy không nào? Đấy. Thế bây giờ thầy sẽ làm như sau nhé. Thầy sẽ cho mèo nó không những là đứng một chỗ chạy mà nó chạy liên tục trên màn hình, chạy từ phải sang trái. Được chưa? gặp cạnh phải là quay lại từ bên trái, cứ như vậy có làm được không? Chúng ta làm thử nhé. Đây, thầy sẽ như sau. Thầy bỏ cái này, thầy để như này, thầy dùng lệnh này, ta cho mèo nó chạy phía trước này. Đây, dùng lệnh này chuyển về phía trước. Mà nó để như này thì mèo chạy ra ngoài màn hình mất. Bây giờ thầy để đây, thầy để 5 bước cho ngắn nhé. Thì muốn là cho mèo nó chạy ra, gặp khi mèo chạy ra đến bên phải màn hình quay lại bên trái, chúng ta làm như sau. Đây, chúng ta làm lệnh mới, lệnh hoàn toàn mới này
Đây là lệnh mới như sau, chúng ta bỏ ra ngoài. Là lệnh nó gọi là lệnh rẽ nhánh. Khi mà lệnh này là lệnh là nếu mà gặp tình huống này thì xử lý như thế này. Đấy. Thì chúng ta xử lý như sau nhé. Ở đây này, nếu mà mèo chạy ra vượt ra ngoài màn hình thì làm gì? Thì chúng ta dùng công lệnh là lệnh nếu. Các bạn điều khiển có lệnh nếu. Đây này, lệnh nếu. Nếu có gì thì cái gì? Nếu mà điều kiện gì thì làm cái gì? Đây là lệnh người ta gọi là lệnh rẽ nhánh rất quan trọng. Anh gọi là lệnh if, nếu chúng ta mà dùng lệnh chúng ta chuyển sang lệnh tiếng Anh thì nó là Anh thì nó là lệnh lệnh if. Để chúng ta tiếng Anh nhé. If then. Đó. Còn nếu tiếng Việt thì nó là lệnh là nếu thì. Đây, tiếng Việt nhé. Nó là nếu thì. Đấy, các bạn thấy như vậy trong cái nếu này, ở cái cạnh cái nếu này thì nên nó có một cái ô, là cái ô là hình quả chám. Đấy, thì đây chỗ này là một lần nó làm cái điều kiện. Là một điều kiện hay là một cái biểu thức là so sánh có trị đúng hoặc là sai. Thì thầy kiểm tra này, nếu mà mèo ra khỏi màn hình thì là như thế nào? Thì làm thế nào cho là để biết được mèo ra khỏi màn hình? Làm cái nào nhỉ? Đây, chúng ta chuyên đề là mới nhé. Đây là mới này. Không nghĩ là làm bật lại. Làm thế nào mà ra khỏi màn hình? Chúng ta không dùng lệnh bật lại. Bật lại thì là không đúng ở đây. Chúng ta làm lệnh khác. Bật lại cũng được. Chúng ta bật lại cũng được, không sao. Hãy bật lại thử nhé. Hơi được chúng ta, hơi được thầy làm cái thầy sẽ làm các bạn đây, thầy làm chúng ta ở đây có hai lệnh. Đầu tiên chúng ta lại không được bật lại, chúng ta dùng lệnh nếu thì hay hơn nhé. Nếu mà mèo ra khỏi màn hình thì làm như thế nào? Đây, chúng ta vào cái lệnh này mà chúng ta dùng cái hàm, nó có một cái hàm rất quan trọng này, là cái tọa độ x gì. Đây là một cái, nó gọi là một cái hàm, cái hàm này là luôn tính cái tọa độ x gì của mèo. Chúng ta chú ý là khi mèo chiều ngang của màn hình này là bao nhiêu, là 480 đúng không nào? Ở giữa là 0, ở bên này là trừ 240, bên này là 240. Vậy khi nào mà tọa độ x của mèo mà lớn hơn 240 thì suy ra là mèo ra khỏi màn hình. Đó, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta vừa lấy cái phép toán và chúng ta chọn phép toán là lớn hơn. Đây, đó, cái này là mới nhé, mới tinh nhé. Chúng ta đưa cái tọa độ này vào ở bên trái, bên phải, bên trái đây. Đấy. Như vậy chúng ta đây là hình quả chám, hình chám này. Đó. Chúng ta đưa cái này vào đây. Đó, thế là vào trên nào. Đây là một điều kiện. Nếu tọa độ x lớn bao nhiêu, tôi bấm lên chọn này, bấm lên chọn là 240. Đó. Thì nếu mà x xì của mèo mà lớn hơn 240 thì tức là mèo đã ra khỏi màn hình rồi. Vì màn hình của chúng ta là chiều ngang của nó là bên phải tận cùng là 240. X 240 đúng không? Bên trái là âm 240. À, trên đây là cái lệnh là kiểm tra nếu mà tọa x của mèo mà ra khỏi lớn 240, tức là khi mèo ra khỏi màn hình thì chúng ta sẽ cho mèo lại ở đây nhé. Chúng ta vào chuyển động này, chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh là đây, chúng ta dùng lệnh này này, dùng lệnh là đặt x bằng đây. Đây là lệnh là chúng ta đặt lại x của mèo bằng, chúng ta chọn là trừ 240. Đó, chúng ta đưa vào đây. Đó. Này nói là cái gì? Là lệnh như sau, là nếu mà tọa độ x của mèo mà lớn 240, tức là khi mèo mà vượt ra khỏi màn hình, thì chúng ta đặt lại mèo chạy từ bên trái là trừ 240. 20 là bên trái màn hình mà. Nha, chúng ta đưa vào đây. Đó. Thì đây là cái lệnh mà nó giúp chúng ta là điều khiển mèo chạy từ trái sang phải màn hình. Khi mà hết lại quay lại từ phải từ trái sang phải màn hình. Chạy thử xem nhá. Đấy. Thấy không nào? À, thế là chúng ta điều khiển mèo chạy sang phải màn hình xong lại xuất hiện lại từ bên trái, chính là lệnh này. Lệnh này này. Đó. Là nếu mèo mà chạy ra khỏi màn hình chạy lại từ bên trái. Thấy không nào? Thấy rất là hay không nào? Đó. Cái trang phục kế tiếp này dùng để mô tả mèo chạy là mèo thay đổi trang phục. Trang phục là đây này. Đó, đúng không? Còn cái lệnh này là cái lệnh để mà điều khiển khi mèo ra khỏi mình bên phải thì xuất lại từ bên trái. Thì chúng ta cảm giác như là mèo nó chạy vậy. Thấy không nào? Bạn có thấy không rõ không nào? Đấy, được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ ghi cái này lại thành một cái bài nhé, thành một bài là mèo chạy là mèo chạy từ trái sang phải nhá, sang phải màn hình, được chưa? Đó.
Đấy. Thế bây giờ thầy sẽ làm hay hơn nữa này. Thầy sẽ mô tả, bây giờ thầy không dùng mèo mà dùng người hơn. Thầy hay hơn, bây giờ thầy làm, thầy sẽ làm một bài khác cho bạn xem, rất là hay nhé. Bây giờ thầy new bài mới này. Thầy tìm một cái người mà màn hình trên màn hình mà người đó là có thể khả năng là chạy được. Muốn mô tả người chạy thì phải có cái trang phục là mô tả việc chạy. Chúng ta chọn người này nhé, đây chúng ta chọn chọn một người là cái người này người chuyên môn họ dùng để mà chạy thôi nhé. Đây. Đây như là người này sao? Không phải. Chúng ta chọn con người này. Tìm đi. À đây này. Cái cô này là chạy này, thấy không? Còn thấy là cái cô Avery Walk này. Đấy, cho nên đây là thấy là đang chạy này. Đấy, chọn. Rồi. Đây đây nhá. Và bây giờ thầy sẽ xóa con mèo đi. Bây giờ thầy sẽ mô tả cái cô này chạy từ bên trái sang bên phải. Xong rồi xoay lại từ bên trái. Được chưa? Nào ra chạy thử nhá, mô tả người này nhá. Đây. Chúng ta dùng lệnh này này. Chúng ta cho vào vòng một cái vòng lặp là liên tục này nhé. Sau đó chúng ta cô này chuyển động về phía trước 5 bước này, 5 cũng được, 10 cũng được, 5 đến 10 nhanh lắm, để 5 bước. Để đây mô tả cái việc chạy đây, để 5 bước nhá. 5 bước. Đấy. Xong dùng cái lệnh là gì? Dùng cái lệnh vào hiển thị, dùng cái lệnh là trang phục kế tiếp để mô tả cái việc chạy. Đó. Sau đó chúng ta dùng lệnh này, nhớ lại lệnh này nhé, rất quan trọng để thầy muốn nói lệnh nếu thì. Nếu này nhá, đây. Nếu này dùng phép toán là lớn hơn này, chúng ta nhớ lại luôn làm nhé, lớn hơn này. Nếu mà tọa độ x gì của người đó này, đây, tọa độ x của người đó mà lớn hơn 240, tức là khi người đó ra khỏi màn hình thì đặt x gì lại bằng -240. -240. Được chưa? Đó. Đây chính là cái bài tập mà mô tả người chạy hàng hoàng chứ không hỏi là. Đây, là cho bạn xem nhé. Đấy, thấy không nào? Đấy. Nhưng mà nó chạy nhanh quá, chúng ta có thể cho chậm lại như sau. Chúng ta dùng cái lệnh là cho thêm lệnh là lệnh wait vào cho nó ngắn nhất. Ta lệnh wait để là 0.05. Ta đưa nó vào sau cái lệnh này này. Đó. Thì nó chạy nhanh, chạy vừa phải hơn một tí. Đấy. Được chưa? Đấy. Nhá. Yeah. Bây giờ tôi muốn cho cô này, cái bé này, thấy cô này hơi to quá thì làm như sau. Chúng ta trong cái lệnh này hiển thị này có một lệnh là đặt lại cái kích thước của cái người đó. Đây này, chúng ta có lệnh này nhé. Đây này. Lệnh này nhá. Lệnh là đây. Lệnh đặt kích thước. Đây này. Thì mặc định một cái vật của nó là 100%. 100% nhé. 100% tức là to bằng người bình thường. Bây giờ thầy để lại cho cô này là chỉ còn lại là 60% thôi, cho nó bé lại cho nó dễ nhìn nhé. Thầy để nó vào trên cùng này. Đó. Chị thử lại này. Đấy, bé lại này là vừa đẹp này. Thấy không? Đó, như vậy là mô tả người chạy từ bên phải sang bên trái, cặp bên trái thì là quay lại. Được chưa? Rồi. Bây giờ thầy sẽ làm hay hơn nữa cho các bạn xem này. Thầy sẽ mô tả như sau. Thầy sẽ chèn thêm vào đây các cái chèn vào đây cái nền sân khấu. Đó, mình chúng ta quan sát nhé. Sân khấu cũng là chúng ta có thể lập trình cho sân khấu. Đó. Sân khấu cũng có nền sân khấu, chúng ta có thể đặt lại sân khấu. Chúng ta bấm đây sân khấu vào đây nhé. Bấm vào đây này. Đó. Và chúng ta bấm nút phông nền. Đây. Vậy là mặc định là nó có một cái nền thôi, là nền trắng. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung vào thành cái nền khác nhau để mô tả là em bé đây này là chạy từ nơi này qua nơi khác. Mô tả một cái phim hoạt hình rất là hay, mình sẽ làm thử nhé. Mình sẽ bấm vào đây chọn. Đấy, nền đây này. Nhưng bây giờ thầy mô tả này, em bé là đầu tiên xuất phát từ nhà mình, đây gọi là nhà mình nhé, nhà em bé đây. Rồi, xuất phát từ nhà mình nhé, là ở đây nhé. Thầy dừng lại này, bắt đầu để em bé ở đây này, được chưa? Rồi, đây là sân khấu nhá, sân khấu này, đây. Đây sẽ có một thầy để xóa đây này, nhà mình nhé. Không, thầy chọn tiếp theo này, em bé ra ngoài sân. À, đây thầy chọn cái nơi ra sân nhé, em bé chạy ra ngoài sân, tìm nào đó hay một tí thì chạy ra ngoài đường nhé. À, ra ngoài đường, sau đó mình đi tiếp. Đây ra ngoài đường đây này, đây là lệnh thứ hai nhé. Lệnh thứ hai là ở đây nhé, hay lệnh thứ hai là ở đây nhé. Đó, xong tôi vào
khi qua ngôi nhà rồi thì sẽ đến 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 chỗ này nhá, đến chỗ này nhá. Lệnh thứ ba, mèo sẽ chạy ra ngoài, em bé sẽ chạy ra vào rừng nhá. Sau chạy tiếp nữa này, chạy tiếp nữa là đến bãi biển nhá, bãi biển. Đó, được chưa? Bãi biển xong rồi lại là quay về nhà, để bãi biển sau đó thì là đi tiếp nữa này, đi tiếp đến chỗ này này. Đấy. Được chưa? Đấy, bị thật chứ thật ở nhà thì bỏ qua, xóa đi. Nhé. Đấy. Bây giờ chị thử các bạn xem nhé. Bây giờ này, bây giờ là mặc định của bắt đầu là mèo là người đứng ở cái đây là các sân khấu này, câu 1 2 3 4 5 6 này. Bây giờ chúng ta có thể chọn được này. Nhé, tôi vào lại cho chỉnh của em bé nhé, bé này. Đấy. Thầy ơi. Đây này. Đây này. Nhá. Ngoài đường được không? Bây giờ thay đổi thì bắt đầu này, thì đặt cái phông nền. Đây này, đây là đặt phông nền nhé, đặt phông nền là đầu tiên này. Là cái này này. Đấy, đầu tiên là cái này nhé, thì để vào đây này. Đó, đầu tiên này. Ở đây này. Ở đây chúng ta mô tả nhé, mỗi khi mà em bé đi ra khỏi màn hình thì chúng ta sẽ chuyển sang phông nền tiếp theo, chúng ta dùng lệnh là đây, phông nền tiếp theo. Ở đây nhé. Thì để ở đây. Đấy như vậy. Ở chỗ này cái gì là khi mà người đó mà ra khỏi sân khấu nhá, mỗi một sân khấu thì là ra khỏi sân khấu, tôi mỗi sân khấu là một màn hình nền, khi ra khỏi thì đặt lại x bằng âm 240 và chuyển sang phông nền tiếp theo. Đó, thì như vậy chúng ta mô tả em bé này chạy cầm tưởng như chạy từ nơi này sang nơi khác rất là đẹp. Chạy thử cho các bạn xem nhá, này bị phóng to này, nhìn này. Đấy. Bắt đầu. Đấy. Em bé nó chạy từ bên trái sang phải này nhá, trong khu nhà này nhé. Đấy, sang đây sang một cái cảnh khác rồi. Thế có nào? Nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta đã làm, mà hôm nay chúng ta làm một cái bài ngắn gọn thôi, nhưng mà mô tả phim hoạt hình vậy. Được chưa? Biển ấy, các em mà cho thêm vào đây một vài âm thanh nữa thì rất là hay. Đấy, bạn thấy không nào? Thỉnh thoảng em bé đi lại có thể dừng lại hoặc lại nói vài câu hay là hát một vài câu thì càng càng hay nữa. Được chưa? Đấy, bạn thấy như chúng ta có thể mô tả một cái phim hoạt hình rất rất đơn giản như vậy. Thấy chưa? Rất là hay luôn đúng không? Như vậy là kết hợp giữa thay đổi trang phục đồng thời thay đổi phông nền luôn. Đấy, thì ra cái đó nhé. Bây giờ thầy sẽ ghi cái tập bài này lại là bài là em bé đi dạo nhé. Em bé đi dạo. Thầy ơi, thầy có gửi video không thầy? Sao? Thầy có gửi video không thầy? Thử gì video á? Không có chức năng là nhập video, mà chỉ có chức năng là bật âm thanh thôi. Còn bản thân khi chạy này nó là video rồi, thế có thế nào? Khi bản thân cái phần mềm nó chạy thì nó là chính, ở đây đây nó chính là video này nhé, thấy không nào? Đấy. Bây giờ chúng ta có thể là mô tả rất nhiều thứ hay ho nhé về cái này nhé. Bây giờ các bạn cùng thầy xem lại nào, rất nhiều hay, bây giờ thầy làm như sau nhé. Bây giờ thầy có thể đồng thời cho đây thầy làm một bài tập mới này, đồng thời cho là vừa gà vừa vịt, có thể là đồng thời cùng hoạt động nhé. Thầy làm thử cho các bạn xem nhé. Đây, bây giờ thầy sẽ chọn một cái phông nền rất hay này, phông nền đấy nhé. Thầy chọn cái phông nền đây, thầy chọn cái phông nền mới thật hay nhé. Phong này mô tả ở một cảnh ở nông thôn nhá. Đây được chưa? Bây giờ thầy sẽ bỏ con mèo này đi và thầy sẽ cho ở đây là hai con. Đây thầy cho là một con gà con, ôi gà con đây này, chú chích con nhá. Đấy, chích con sẽ ở đây, sẽ là mổ thóc ở đây nhá. Rồi thầy cho đây là một con một gà mẹ đấy, gà mẹ đâu thì một con gà mẹ đâu. Ở đây đây gà mẹ. Ở đây là gà bố đúng không? À xong gà mái, đây là gà bố này, gà bố là gà bố này. Đây nhá. Đấy, gà bố này. Được chưa? Đây. Gà con đây. Cả hai con này đều có thể là mổ thôi nhá. Bây giờ thầy lập trình nhá. Lập trình cho con gà con chứ này. Gà con nhá, đây thầy lập trình này. Con nó có âm thanh như này. Đây. Đấy. Thế không nào? Bây giờ thầy cho gà con bắt đầu nhá. Đây là thầy cho gà con này. Đây lập trình như gà con đây. Đây. Gà con sẽ liên tục
đây sẽ là sẽ liên tục đây. Sẽ liên tục dùng cái lệnh này, dùng dùng hiển thị cái này đây. Đây là gà con nhé, biến lượt là bố này, gà bố cũng thế. Thầy có thể là copy cái này sang gà trống được, vì vẫn là cái này. Thầy có thể dùng lên biên đang ở gà con nhé. Thầy copy cái này sang bên gà bố, thầy kéo cái này xuống này, kéo cái này vào gà trống này. À, thì thả ra thì như vậy là bên gà trống cũng có rồi, cùng lệnh đó. Và bây giờ được quyền cả hai rồi, ta chơi thử nhé. Ô nhanh quá. À, cho chậm lại một tí nhé, thầy thêm vào đây thêm vào đây cứ đợi một tí, đợi một giây sẽ nó chậm hơn thế nào nhé. Điều khiển để một giây nhá. Thế nào, không, vẫn lâu quá, bên trong có thể để đây là 0.2 giây, bên này là 0.2 giây. Mình phải điều khiển cho nó cho đẹp là vừa vặn đúng không? À, đấy. Như vậy là vừa mèo vừa gà vừa mèo là. Thế bây giờ thầy là một thầy lập trình tiếp nhé. Bởi thầy muốn là nếu mà thầy mà lập trình luôn đây mà để luôn vào âm thanh thì nó kêu, thì là nó kêu nhanh quá thì làm thế nào? Để thầy để âm thanh nhé, để gà này, âm thanh này, nó thầy để vào đây thì nó kêu nhiều quá, thì mình làm thế nào để cho đấy gì cơ? Gà trống cái này đây, gà trống đấy nhá. Bây giờ thầy nói với gà con đấy nhá. Bây giờ thầy muốn lập trình cho gà con là thỉnh thoảng mới kêu thôi, chứ nếu mà lúc nào cũng kêu cả thì là dở lắm. Vì thế muốn là nó thỉnh thoảng, ví dụ như là 5 phút nó kêu một lần, hay là thỉnh thoảng kêu làm như nào, này, làm như sao bạn chú ý nghe nhé. Chỗ này chỗ rất khó này, mới này. Nếu thầy để vào đây thì nó kêu liên tục không hay. Biết thầy muốn là chỗ này là chỗ lập trình để cho gì, để cho gà con nó cúi xuống, nó mổ thóc như này đúng không nào? Đấy, thế bây giờ thầy muốn là nó thỉnh thoảng nó kêu thôi, thế làm thế nào? Đó nhé, các bạn chú ý nhé, chú ý nghe này. Như vậy thầy sẽ phải điều khiển đồng thời gà con, đồng thời là cùng một lúc gà con là mổ liên tục, nhưng mà đồng thời gà con lại thỉnh thoảng kêu, thầy làm thế nào? Đây, thầy làm như sau nhé, thầy các bạn chú ý nhìn nhé. Này, thầy sẽ làm như sau này, người ta gọi cái này là lập trình đồng thời song song. Thầy kéo thảo đây một sự kiện thứ hai nữa, đây bên cạnh đây. Bên này cũng là bên này là lá cờ nhé, bên này cũng là lá cờ đồng thời luôn, được chưa? Rồi thầy đưa vào đây sự kiện, vẫn là sự kiện là vẫn là điều khiển đây là liên tục âm thanh ở đây, nhưng mà thầy chờ lâu hơn. Thầy để ở đây là cái chờ, đây là chờ trong khoảng 20 giây thì mới kêu một lần, hay là 15 giây kêu một lần. Đây này, đó. Như vậy là các bạn chú ý bên này này, cái bên này này là chương trình điều khiển cho là gà con là nó mổ thóc liên tục. Còn bên này chương trình điều khiển cho gà con nó kêu mà chỉ 15 giây kêu một lần thôi. Thấy không nào? Nhá. Nghe thử này. Không kêu nhá. 15 giây mới kêu. Đấy. Kêu chưa? Đấy, miền nó kêu, thôi để nhanh hơn nhé. 55 giây lâu quá, thôi để ở đây là, thì để đây là 5 giây để cho nó nhanh nhé. 5 giây này, rồi, bắt đầu này. Bắt đầu. 5 giây kêu một lần đấy. Đấy, thấy chưa nào? Đó. Thế bây giờ thầy sẽ điều khiển cho gà trống nhé. Gà trống là điều khiển cho nó là gà trống sẽ kêu nhiều hơn nhé. Đây, thầy để ở đây này. Thầy đặt về một cái ảnh nữa nhé. Đây, sự kiện đây này. Đây nhá, rồi điều khiển là liên tục nhá. Gà trống sẽ kêu âm thanh gì? Gà trống cái này thanh là âm thanh này nhá. Đấy, đây gà trống đây, bắt đầu âm thanh này nhá. Và thầy cho nó điều khiển đợi, nó đợi là 6 giây cho lần tìm một tí nhá. Nào, nghe thử nào. Đấy, gà trống gà gáy nhé. Đấy. Như vậy là gà trống là cứ gáy sau 6 giây thì gáy một lần. Còn gà con thì cứ sau 5 giây thì cứ kêu chít chít một lần. Thấy không nào? Đấy, giờ chúng ta
vừa mới tạo ra một cái phim hoạt hình rất là hay đúng không nào? Đấy. Hay chưa? Đó. Như vậy chúng ta ghi cái bài này lại nhé, thành cái bài là gà trống và gà con nhé. Gà trống và gà con. Đấy. Như vậy là trong phần mềm nó có sẵn cái âm thanh trong phần mềm rồi. Thấy chưa? Đấy. Bây giờ con về nhà con làm bài tập là gì? Là cho gà trống nó di chuyển xung quanh cái sân khấu này làm thế nào? Để chúng ta có thể lập trình để điều khiển cho gà trống và gà con là di chuyển. Không phải đứng một chỗ mà di chuyển thì làm như thế nào. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đó. Thấy không? Đấy, như vậy đây là cái mà đây là một cái bài nữa để mô tả chúng ta bắt đầu học cái lệnh khó hơn một chút đấy. Cái lệnh là lệnh lặp này, lặp vô hạn này, rồi cái lệnh là liên quan đến trang phục, liên quan đến âm thanh này. Đó là cái bài hôm nay là cái bài khó hơn một chút rồi đấy nhá. Các bạn chú ý nhé. Thấy chưa? Nhá. Và chúng ta có thể mô tả những cái mà các yêu cầu khác nhau khi mà đưa vào cái chương trình này. Ví dụ thầy yêu cầu là gà trống nó phải chạy vòng tròn xung quanh sân khấu, và con cũng vậy thì làm như thế nào? Đấy. Được chưa? Rồi thì bây giờ thầy sẽ sang một số lệnh khác chúng ta chú ý nhá. Bây giờ thầy sẽ quay lại lệnh lúc nãy này. Đây bây giờ thầy sẽ new một cái file mới và thầy cùng các bạn chúng ta sẽ mới một cái này và chúng ta sẽ tìm nhân vật khác để mô tả nhé, một cái người này chúng ta mô tả như này, tìm cái người mà nó chạy được, dùng lại người này nhé, để chạy cho người ta chạy này, mèo tôi ấy này. Đó. Ví dụ thầy sẽ mô tả cái sân khấu của chúng ta đây, nó không phải là sân trắng mà sân khấu của chúng ta đây là cái gì, thầy tìm sân khấu nhé. Trong chợ, trong nhà đây là cái phòng thể thao nhé, để cho ra chúng ta mô tả cái phòng thể thao đây này. Được rồi, thế bây giờ thầy muốn là gì, là em bé này là chạy từ bên phải sang trái, sẽ là quay lại. Đấy, bây giờ thầy làm thử cho các bạn xem nhé. Đây này, bây giờ thầy cho em bé, thầy chạy thử cho các bạn xem được bài nhé. Đây, bấm vào đây nhé. Sau đó thầy cho em bé này là bé đi một ký cho nó dễ nhìn này, dùng cái lệnh là đặt kích thước thành này, để nó là 50 thôi. 50 nhé. 50 thôi. 50% tức là nhỏ bằng một nửa bình thường đấy. Đặt kích thước bằng 30% nhé. Xong thầy cho em bé chạy liên tục này, dùng cái lệnh là lặp liên tục này, chạy về phía trước này, di chuyển về phía trước, ví dụ như là 5 giây này, và dùng cái lệnh là hiển thị trang phục kế tiếp này. Yeah. Sau đó dùng cái lệnh đợi để cho nó chạy chậm một tí, đợi, ví dụ như đợi là 0.05 giây nhé. Thế bây giờ thầy muốn là khi gặp cạnh thì quay lại, đó thì thầy dùng lệnh này, dùng lệnh này nhé, thầy dùng cái lệnh là gặp cạnh thì bật lại khi nếu chạm cạnh ở đây nhé. Đấy. Chúng ta quan sát thử xem như nào nhé. Này. Đây lệnh là nằm trong cái này là gặp cạnh thì bật lại. Thứ bốn là khi em bé chạy sang bên phải thì bật trở lại sang bên trái. Đây. Chạy thử nhé. Đấy. Bật lại, các bạn thấy là nó đi ngược đúng không nào? Đấy, vì nó bật cái cạnh mà cái lệnh mà bật lại là nó bị đi ngược. Đi ngược xuống thì làm thế nào cho nó không bị đi ngược. Chúng ta chú ý nhé. Đây, bị ngược lại như vậy. Bây giờ thầy mới sửa lại như sau nhé. Để làm sao cho bật lại nó không bị đi ngược thì làm như thế nào? Đây, mình sẽ để bé nó dạ ở đây, to hơn nhé. Thế thì ở đây nó thành là 70% rõ hơn nhé. Thế bây giờ muốn em bé mà chạy ngược lại mà không bị bật trở lại, không bị quay ngược lại là như sau. Câu lệnh này dùng là đặt kiểu xoay. Đây, đặt kiểu xoay là nó có 3 lệnh, nó có ba cái lựa chọn. Một là kiểu xoay là không xoay, tức là khi bật trở lại là nó không xoay gì cả, vẫn vững một chỗ. Còn khi xung quanh, đặt xung quanh là khi bật lại là nó lộn xuống. Còn đặt trái phải thì bật trở lại là nó không bị lộn xuống. Cho đặt kiểu xoay là trái phải thì hợp lý, được chưa? Và cho đặt tiếp ban đầu cho nó là đặt kia hướng là 90 độ là sang phải đây. Đấy, bây giờ là ok rồi đấy.
cái lệnh này giúp cho bà khi người đó khi em bé đã gặp cạnh bật trở lại thì nó không bị lộn ngược trở xuống nhé. Thử này, ta chú ý những cái lệnh rất quan trọng để quan sát nhé. Đấy, như vậy là không, bây giờ là hoàn toàn là không sao nhé. Đó, thấy chưa? Như vậy là người luôn luôn là đi thẳng, thấy không nào? Đấy nhé, hiểu rõ chưa? Đấy, thì bài này là bài tiếp theo nữa của chúng ta. Bài này có tên là em bé chạy trong phòng và bật lại nhé. Chúng ta chú ý cái cách thức lập trình như vậy. Thầy ơi, con nhìn rõ chưa nào, nhìn rõ không nhé? Nhìn rõ lệnh chưa? Thế này thả bóng to nhìn nhé. Đấy, nhìn rõ chưa? Hôm nay con sẽ làm bài tập và sẽ là phải làm bài tập của bài 3, 4 và 5 luôn nhé. À, thêm một chút nữa nhé. À, thêm một chút nữa là gì? Là về thầy nhắc lại một chút là đây. Bài thi chạy marathon hả thầy? Ừ. Chúng ta chú ý là như vậy là mỗi nhân vật của chúng ta là nó có cái, đây là cái trang, đây là cái chỗ để ta lập trình này, nó gọi là code này, là lập trình đúng không? Trang phục là cái nơi mà chúng ta có thể là nhập hoặc là vẽ vào đây những cái hình ảnh cho nhân vật đó. Còn cái âm thanh là nơi chúng ta có thể nạp vào trong cái thính cái âm thanh chúng ta nhận lại nhé, là ở đây này, là chỗ này là cái chỗ chúng ta ghi trực tiếp âm thanh vào máy tính, ghi qua micro. Cái chỗ này là để chúng ta tải file âm thanh từ máy tính lên. Cái này này. Cái lệnh này là lệnh là chúng ta nạp âm thanh có sẵn trong phần mềm. Đây. Rất nhiều chúng ta có thể chọn những lệnh, chúng ta có thể, các bạn có thể chọn những cái ảnh khác nhau rất là nhiều. Ví dụ động vật chẳng hạn, rất nhiều cái hình ảnh khác nhau đây. Đấy, đây là chó kêu nhé. Đấy. Đấy. Đây là con vịt này. Đấy, nhân ví dụ như vậy nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ học tiếp nhé, học tiếp nữa để chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn, hay hơn. Nhưng bây giờ như này nhé, khó hơn này. Bây giờ thầy sẽ lưu cái bài mới và thầy lập trình như sau, các bạn chú ý nhé. Bây giờ thầy muốn cho mèo là di chuyển một cách tự do ngẫu nhiên ở trong sân khấu. Thì chúng ta biết rồi, chúng ta dùng lệnh này. Đây này, đây nhé. Chúng ta cho mèo gì? Dùng lệnh này, chúng ta cho lệnh mèo là lặp liên tục nhé. Là luôn di chuyển về phía trước là 10 bước. Và nếu gặp cạnh thì bật trở lại. Đây, bật lại nếu gặp cạnh. Được chưa? Nhưng mà thầy muốn bây giờ là trước khi mà mèo di chuyển ấy thì mèo sẽ hướng về một hướng bất kỳ. Mặc định là mèo hướng về bên phải, nhưng thì muốn đặt hướng bất kỳ làm như nào? Thì chúng ta đặt là vào cái lệnh là gì, là đặt hướng bằng. Nhưng mà thầy không muốn đặt cứng, không muốn đặt cứng là 90 hay là 45 hay là 0, mà thì muốn đặt cái hướng nó gọi là ngẫu nhiên. Thì làm thế nào? Cái hướng ngẫu nhiên làm thế nào? Đây, thì trong phần mềm có lệnh rất quan trọng là lệnh là đặt tạo số ngẫu nhiên. Các bạn chú ý nhé, lệnh này rất quan trọng luôn, rất hay dùng. Thì muốn là bây giờ đặt cho con mèo ban đầu tiên ấy là nó ở cái hướng ngẫu nhiên. Đây, thì vào cái chỗ lệnh là các phép toán và đặt chọn cái lệnh rất quan trọng này là rất hay dùng luôn, là đặt cái số ngẫu nhiên, tạo số ngẫu nhiên từ vị trí này, từ số này đến số kia, mặc định là từ 1 đến 10. Mà thầy có thể sửa lại. Nhé. Thầy muốn là gì, đặt cho con mèo này là cái hướng bắt đầu là ngẫu nhiên. Thầy đưa cái này vào đây. Đấy. Ngẫu nhiên là thầy muốn đặt là từ 0 cho đến 90 độ. 90. Thầy bấm vào đây thầy nhá. Thầy bấm đây.
thì bốn là thầy đặt cho con mèo là đặt cái, ban đầu là nó hướng về một hướng ngẫu nhiên từ 1 đến 90, là từ 0 đến 90 độ. Tức là mèo sẽ hướng bất kỳ từ 0 độ là lên trên, 90 độ là sang phải. Như vậy tôi muốn là thầy đặt cho mèo ban đầu một cái hướng là cái số ngẫu nhiên từ 0 đến 90. Các bạn chú ý nhé. Đây là rất hay dùng. Thế để vào đây. Đó. Là như sau, là mèo sẽ ban đầu mèo sẽ đặt mèo sẽ quay một hướng là ngẫu nhiên bất kỳ 0 đến 90 độ. Sau đó là mèo sẽ liên tục là di chuyển về phía trước 10 bước, góc cạnh thì quay lại. Chơi thử nhé. Như này này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy muốn là gì? Thầy muốn là mèo nó vừa đạp đạp chân thì làm thế nào? Đây, thầy đưa nó vào thêm lệnh là vào lệnh hiển thị. Thầy kéo lên này vào. Đây này này. Thầy kéo nó vào đây. Nó sẽ vừa chạy nó vừa di chuyển, nó vừa đạp chân. Thấy không nào? Được rồi. Thì bây giờ thầy muốn như sau, khó hơn này. Thầy muốn là mỗi khi gặp cạnh thì mèo kêu meo một cái. Bình thường không mèo không meo kêu. Nhưng khi gặp bất cứ gặp va chạm vào cạnh thì mèo kêu là meo. Thế làm thế nào? Đấy, chỗ này là khó nhé. Việc ta phải lập trình là làm sao để mèo biết được khi nào thì mèo va phải cạnh. Đấy, thì đây là một cái lập trình, đây là một cái rất là mới. Thì ở trong Scratch nó có hẳn cái chương rất là quan trọng là ở bài sau rồi. Hôm nay thầy nói trước cho các bạn biết cái lệnh đó. Là lệnh mà gì? Là nếu mà mèo gặp va phải cạnh thì làm như thế nào? Thì cái lệnh mà va phải cạnh người ta gọi là lệnh cảm biến va chạm. Mà thầy nói trước rồi các bạn quan sát. Làm như sau. Đây. Thầy sẽ cho cái lệnh là đây, cho lệnh là điều khiển. Nếu thì thế này. Thầy chọn là nếu mà mèo mà va phải cạnh thì mèo kêu meo meo. Thầy chọn cái lệnh âm thanh nhé. Đây. Kêu meo meo, thầy để vào trong này. Nhé. Để lệnh này. Nếu va phải cạnh thì kêu meo meo. Nhìn rõ chưa nào? Thì nếu này thì ta phải dùng gì? Ta phải dùng vào cảm biến, chúng ta vào cảm biến và vào cái lệnh là đang chạm. Đó. Cái lệnh này ra. Này bạn, các bạn lần này thấy con nó có hình quả chám chưa? Hình chám nhé, hình nhọn này. Thì bấm vào đây và thầy chọn là cạnh. Đó, như vậy là nếu mà chạm cạnh thì cứ meo meo. Thế để cái này vào đây. Đó. Thì đây là một lệnh rất quan trọng, rất hay dùng. Mà nó có rất nhiều chứ. Đây lệnh nếu này, lệnh dãy nhánh này. Đây là cái lệnh là người ta gọi lệnh cảm biến. Thầy nói trước cho các bạn biết thôi. Còn chúng ta sau học riêng cái bài về cảm biến sau. Mà đây lệnh học trước là nếu mà mèo mà chạm cạnh thì kêu meo meo. Đây. Mà thấy đưa cái này vào đây. Đưa cả cái này vào đây. Thấy không nào? Rất là hay luôn, làm thử gọi xem nhé. Bình thường là mèo nó chạy bình thường nhưng cặp cạnh nó kêu. Bắt đầu này, thử nhé. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Chúng ta muốn cho nó kêu hay hơn, cho chúng ta có thể chuyển cái này lên trên là kêu rồi mới bật sau. Đấy, kêu mới bật. Đấy, nhá. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Thế đây là cái bài mà cái con có hiểu không, là con có hiểu không? Phần này là phần rất là khó đấy, rất là mới đấy nhá. Như vậy là chúng ta vừa làm bài tập nó khó rất nhiều lần rồi, là vừa vừa có lệnh là lấy ngẫu nhiên này, vừa có lệnh là di chuyển và tự đạp chân này, vừa tự nhảy và vừa di chuyển vừa chạy này. Đồng thời là gì? Đồng thời là cảm biến nữa, gặp cạnh thì quay lại. Thấy không nào? Nhá. Đó. Và đây chúng ta sẽ ghi lại với một cái tên mới là mèo chạy. Mèo chạy và kêu nhá. Và kêu khi gặp cạnh nhá. Gì cơ? Ồn quá. Nhiều thứ liên quan đến âm thanh nhé, rất nhiều thứ liên quan đến âm thanh. Bây giờ thầy sẽ làm tiếp cho các bạn xem còn hay nữa này. Bây giờ như này nhé, bây giờ thầy làm như này, bây giờ thầy new cái bài mới.
bài mới. Và thầy sẽ làm như sau, thầy sẽ đây, thầy sẽ làm bài tập như này, một cái trò chơi như này rất đơn giản thôi. Thầy sẽ chọn nhân vật khác, quả bóng, bóng bay, được chưa? Đây, nhá. Và đây thầy cho mèo đây, đây mèo có bóng bay. Bây giờ thầy sẽ cho bóng bay được bay từ trái sang phải. Góc cạnh thì là quay từ là luôn là chạy từ trái sang phải, được chưa? Đây, làm một cái lập trình cho quả bóng nhá. Đây. Đây cho quả bóng này, đây nhá, này lập trình này. Bóng bóng sẽ liên tục chạy từ trái sang phải. Đây liên tục này nhá. Đầu tiên cho quả bóng là hướng về bên phải này. Đó. Và liên tục di chuyển sang bên phải là 10 bước nhá. Nếu mà sang bên phải thì quay lại từ bên trái thì dùng lệnh này cho nó hay, dùng lệnh này nhé. Nếu mà tọa độ x của bóng mà lớn hơn 240, đây, nếu mà tọa độ x của bóng mà lớn hơn 240, lớn hơn 240 nhá, thì đặt lại. Các bạn tắt đi, các bạn tắt âm thanh nhá. Nhá, đây. Nếu mà tọa độ x lớn hơn 240 thì đặt lại, dùng lệnh này, đặt x bằng -240. -240 nhá. Đó. Đây này này, nó chạy này. Được chưa? Đó. Thì cho chậm nhé, để đây là tốc độ cho chậm, để 5 thôi, cho chậm lại. Rồi, nhé. Vậy là cho bóng nó chạy từ bên phải, góc cạnh thì nó đi lại, nó gặp cạnh thì nó sẽ bắt lại từ bên trái. Được chưa? Rồi, thì bây giờ như sau này. Bây giờ lập trình này, thì muốn là nếu mà thầy nháy chuột lên quả bóng, thì nó kêu pop một cái. Làm được không? Đó, bây giờ lập trình điều khiển nhé. Điều khiển khi nào mà chúng ta nháy chuột lên quả bóng, thì nó kêu một tiếng. Đó, cái này là cái lại hay hơn nữa nhé. Lại rất hay luôn. Nếu chúng ta mà nháy chuột lên quả bóng thì nó sẽ kêu pop một cái. Âm thanh, ta vào âm thanh của quả bóng nhé. Này, âm thanh là pop đây này. Này. Đấy. Bây giờ thầy lập trình như sau này. Thầy lập trình là như sau này. Nếu mà chúng ta nháy chuột lên quả bóng thì nó kêu pop một cái. Đấy, thì đây là một trình mới tinh nhé. Thì bên này, ở đây này, ở đây là chúng ta đang lập trình để điều khiển bóng chạy, còn điều khiển cho bóng nó kêu pop một cái là điều chỉnh chỗ khác. Chúng ta các bạn vào chỗ sự kiện đi, và có lệnh hẳn hoi lệnh là khi bấm vào nhân vật này đó, nhưng mà đây là một sự kiện khác nhé. Đây này là khi mà người dùng mà nháy chuột lên vào nhân vật này đấy, thì chúng ta gọi lệnh này phát âm thanh là pop. Thì đây là cái lệnh là điều khiển khi chúng ta nháy chuột lên quả bóng thì nó kêu một tiếng như này. Đấy, mình chạy thử nhá. Đây. Đấy, kêu chưa? Đấy. Thấy không nào? Thấy chưa? Có nghe gì cả đây à? Nghe được gì không? Đấy, nghe rõ được gì nữa, các bạn làm thử đi nhá. À, có nghe được. Đấy, thấy chưa? Đấy. Bây giờ thầy làm hay hơn nhé. Bây giờ thầy làm như sau này, yêu cầu sau này nếu mà chúng ta nhánh chuyển lên quả bóng ấy, thì bóng nó sẽ ẩn đi một lúc và sau một giây nó bật trở lại, hiện trở lại. Làm được không? Làm được. Đây, khi chúng ta nhánh bóng này kêu một tiếng này và cho ẩn đi, thì dùng lệnh này ẩn đi này, dùng lệnh hiển thị, dùng lệnh ẩn nó sẽ ẩn đi nhé, dùng lệnh này này ẩn, nó sẽ ẩn đi và cho nó ẩn đi trong một giây thì lại hiện lại, dùng lệnh điều khiển này để hiện lại này, đợi này, đợi một giây nhé và hiện lại. Đấy, thì cảm giác như ta đánh trúng cái bóng thì nó ẩn đi thôi, rất là hay luôn. Chạy thử này. Đấy, đó, thấy chưa nhé. Đấy, đó, nhìn thấy chưa. Đấy, như vậy đây là một trò chơi mới nhé, một cái chương trình gần như hoàn chỉnh, một cái trò chơi hoàn chỉnh đấy, là mô tả quả bóng chạy từ trái sang phải màn hình mà chạy liên tục như vậy. Khi chúng ta nhấn chuột lên đúng quả bóng thì bóng nó ẩn đi, nó kêu pop cái ẩn đi và nó hiện lại sau một giây. Thì đây là một trò chơi là luyện cho trẻ em là tập đánh chuột,
tập nháy chuột chính xác của bóng. Nhưng mà các con có thể là các bạn có thể có em bé đấy, có em nhỏ khoảng 5 tuổi cho em bé là tập làm trò chơi, là trò chơi là tập đánh bóng, tập cái chuột đánh bóng, được chưa? Thì cái trò chơi này là phù hợp cho trẻ em là 4-5 tuổi, 6 tuổi. Các bạn là đang lớp mấy? Các bạn con lớp 3, lớp 4 đấy nhỉ? Lớp 3, lớp 4 là lập trình để cho em của mình làm chơi là chơi được rồi nhé. Đấy, để con bạn này cho con ghi lại là trò chơi đi, là ghi lại là trò chơi đánh bóng nhé. Đấy, trò chơi đánh bóng, thấy chưa? Hôm nay là buổi thứ 3 mà đã làm được một cái phần mềm nhỏ nhỏ rồi đấy, mà các con có thể nghĩ ra thêm cái trò chơi khác được tùy nhé. Đây là trò chơi là bóng là nó bay từ trái sang phải. Bây giờ các con, thầy cho con một cái bài tập lập trình là gì, là việc cho bóng nó bay từ dưới lên trên thì có làm được không? Đây nhé, đây là bóng mà chạy từ trái sang phải, nhưng mà thầy muốn là lập trình là bóng bay từ dưới lên trên, bay trên rồi lại nhảy lại từ dưới lên thì làm như nào nhé? Vẫn là bài này thôi, nhưng mà ta sửa đi một chút thôi thì thành một cái bài khác là mô tả bóng nó bay từ dưới lên trên nhé. Thế còn đó con, bài đó con về nhà làm nhé, thấy chưa? Đấy. Bài này con làm xong chưa? Con làm và ghi lại bài này đi, bài này là bài hay, chúng ta ghi lại nhé. Thầy nhớ con đánh là cả bạn, con thể là không ẩn đi hết được. Sao? Thấy chưa? Đó nhé. Cười hay chưa nào? Như vậy là hôm nay con đã làm được rất nhiều bài tập hay rồi đấy. Rất nhiều cái bài mà chúng ta có thể mô phỏng được người chạy này, em bé chạy này, có bóng bay này, và mô phỏng các tương tác được. Chúng ta nháy chuột với bóng thì làm như thế nào đấy. Hôm trước thì chúng ta lập trình cho là điều khiển bóng bằng phím rồi, hôm nay điều khiển bóng bằng chuột nữa nhé. Và chúng ta sẽ học dần các cái thao tác để điều khiển nhân vật của chúng ta nhé. Hôm nay con học là rất hay, là học là trong chương trình là có thể có hai chương trình khác nhau. Đây là trong một cái cửa sổ này là có thể có hai chương trình khác nhau. Đây là một chương trình khác, đây là một chương trình khác. Được chưa? Đấy. Thì mỗi một cái này người ta gọi là một cái, nó gọi là một script, nó là một cái đoạn chương trình. Như vậy là trong một cửa sổ chương trình có thể có nhiều đoạn chương trình. Mỗi đoạn là việc khác nhau. Cái đoạn này này, đoạn này là dùng để điều khiển cho bóng chạy. Cái đoạn này là điều khiển chúng ta điều khiển bằng bóng bằng chuột. Đó. Thì nếu mà chúng ta muốn điều khiển cùng một lúc nhiều thứ, chúng ta phải lập trình thành nhiều đoạn khác nhau. Mỗi đoạn là bắt đầu là bằng một sự kiện khác nhau. Đây sự kiện là nháy là lá cờ, đây sự kiện là bấm chuột nhé. Đó. Thì mỗi đoạn chương trình là bắt đầu một sự kiện, bao giờ bắt đầu một sự kiện hết nhé. Hiểu chưa? Thôi bây giờ thầy làm luôn cho con cái bài tập là như sau nhé. Điều vẫn là một quả bóng này, nhưng mà thầy muốn là điều khiển bóng là gì, là bay từ dưới lên trên thì làm thế nào? Đây là bóng là bay từ trái sang phải, nhưng mà thầy muốn là bóng là bay lên trên, thì bóng bay mà bay lên trời thì làm thế nào nhé? Rồi chúng ta cùng nhau làm bài tập này. Bài tập mới chúng ta là ta điều khiển bóng là bay từ dưới lên trên làm như nào? Đây chúng ta new một cái mới để chúng ta làm thử bài tập, làm luôn làm bài này luôn ở đây nhé. Đây thầy cho đây là quả bóng. Bắt đầu bóng nó sẽ ở giữa đây. Và thầy muốn là khi bắt đầu chương trình thì bóng nó sẽ bay lên trên. Sau là xuyên từ dưới là thế, nó bay ngược, nó bay từ lên trên, và khi lên trên rồi thì nó lại xuyên lại từ phía dưới. Được chưa? Làm thế nào bây giờ? Đó, thì chúng ta chú ý nhé, bài này là khó hơn một chút đấy, khó một chút so với cái bài khác. Và chúng ta chú ý là có rất nhiều cách để chúng ta giải bài này, thì chúng tôi thầy mô tả các bạn một cái như vậy nhé. Chúng ta dùng một lệnh khác để mô tả chuyện này nhé. Yeah. Đây này, có rất nhiều cách khác nhau. Còn đây ở đây cụ thầy làm một cách nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ vào sự kiện đây. Thì như sau này, bây giờ muốn cho bay lên trên thì chúng ta phải xoay hướng cho bóng là hướng lên trên, được chưa?
mà muốn xoay hướng lên trên cho nó khỏi ngứa đổ nghiêng, chúng ta chọn lệnh sau, chúng ta chọn lệnh này, chúng ta chọn cái lệnh là đặt lại chế độ xoay của nó. Đây này, đặt lại chế độ xoay đâu rồi, đây, đặt kiểu xoay của nó là không xoay, thì nó quay hướng nào nó vẫn như thế này, đặt không xoay. Sau đó chúng ta đặt đó một cái đặt cái hướng của nó, đây đặt hướng của nó là hướng lên trên, đây hướng lên trên, được chưa? Đó thì là như vậy, là lệnh này là để đặt chế độ là xoay, là khi mà chúng ta xoay thì bóng vẫn như thế này, không xoay gì cả, đặt hướng lên trên và bóng bắt đầu nhảy lên trên. Chúng ta vào lệnh điều khiển và cho lệnh liên tục, và rồi nó múc nó di chuyển về phía trước. Đây năm bước giống như lúc nãy thôi, nhưng mà bây giờ là hướng lên trên chứ không phải sang phải. Lúc nãy chúng ta mệnh định là hướng sang phải, còn bây giờ là hướng lên trên này, hướng lên đặt hướng bằng không nhé, bằng không là hướng lên trên, được chưa? Di chuyển về phía trước là năm rồi. Nhưng bây giờ chúng ta chú ý, bây giờ là không phải là gặp cạnh ngang, nếu mà gặp cạnh đứng như này làm như nào? Đây chúng ta dùng cái lệnh là if then, if nếu thì nhé. Đây nếu thì bây giờ nếu cái gì nhỉ, nếu cái này chúng ta chú ý nhé, nó khác trước, đây là lớn hơn không, lớn hơn này. Bây giờ lên trên thì nó không phải là tọa độ x gì mà là tọa độ y, chúng ta chọn cái này, chúng ta chọn là cái tọa độ y, đây tọa độ y, đây hướng lên trên khi mà bóng gặp cạnh trên là tọa độ y sẽ lớn hơn bao nhiêu, sẽ lớn hơn là 180. Chúng ta chú ý nhé, chiều đứng của mặt phẳng sân khấu là 360, nửa trên là từ 0 đến 180, ở dưới là từ 0 đến trừ 180. Như vậy là đây là cái lệnh là khi bóng vượt ra khỏi màn hình ở phía trên đây là tọa độ y lớn hơn 180, thì ta đặt y lại bằng là trừ 180. Đó, thế đây là cái lệnh mà bóng sẽ di chuyển lên trên, nó cạnh trên thì nó chuông dưới và lại đi tiếp. Chơi thử cho sang xem nhé. Đây này, đấy, lên trên đấy. Đấy, đây là cái lệnh là lúc nãy là cái lệnh là điều khiển là bóng bay sang từ trái sang phải, còn đây là bay từ dưới lên trên, thấy không nào? Hãy các bạn chú ý nhé, nó khác nhau. Bay từ trái sang phải chúng ta phải kiểm soát khi nào gặp cạnh bên phải là khi tọa độ x gì lớn hay lớn 240, còn ở đây là khi lên trên thì khi cái điều kiện gặp cạnh trên là tọa độ y lớn hơn 180, nhưng mà đặt lại là tọa độ y bằng trừ 180. Đó các bạn chú ý, con đã hiểu chưa? À, chỗ này là chỗ mà khó đây, và cái này là mới đối với các bạn nhé. Đặc biệt thầy sẽ làm tiếp cái bài là nếu ta nháy chuột lên quả bóng nó kêu pop một cái nhé. Chúng ta dùng lệnh này và sự kiện sẽ là cái lệnh là khi mà tôi bấm vào nhân vật này, khi tôi nháy chuột vào nhân vật này thì ta chọn cái lệnh là gì, là cái lệnh là âm thanh pop đây. Đấy. Pop này. Đấy. Pop kêu nhé. Chúng ta thử cả tiếng Anh nhé. Đấy. Nhưng mà đây là một bài tập khác, chúng ta lưu lại ghi lại nhé. Bài tập mà nữa là bài tập là bóng bay lên trên nhé. Bóng bay lên trên, hiểu không nào? Đó. Rất nhiều thông tin chưa? Rất nhiều cái hôm nay con làm là rất nhiều bài tập mà khác rồi đấy, bài tập khó hơn hôm trước rồi nhé. Thấy chưa? Con đã hiểu chưa? Hôm nay con là học tới đây thôi nhé. Bây giờ thầy dặn dò con bây giờ con về nhà con phải làm bài tập thì mới hiểu được. Các con làm bài tập theo quyển sách của thầy là bài 3, 4, 5. Có thể bao giờ thầy làm bài tập bài tập 3, 4, 5 nhé. Để buổi sau chúng ta chuyển sang bài tập khác. Bài tập số mấy thầy? Làm tất cả đi, làm mỗi cuốn mỗi một bài như vậy nó có khoảng 10 bài thôi, làm tất thôi. Bài số 3, 4, 5 làm hết luôn á thầy? Làm hết luôn nhé. Ừ. Đấy. Có cái phần mới là cũng cần làm luôn thầy. Gì cơ? Cái
phần mở rộng đó thầy. Mở rộng cũng làm chứ. Phần mở rộng mới là phần khó, còn phần trên thì dễ. Phần mở rộng mới là phần khó, là phần cả phần mở rộng nhé. Bạn muốn làm bằng nào mà giỏi thì cứ là làm mở rộng có thể. Ừ, cứ làm thôi. Ai là vượt quá được thì càng tốt, đúng không nào? Nhé. Em về nhà làm. Để ngày mai em làm thử. Ừ, làm thử đi nhá. Được chưa? Đấy, các bạn thấy như vậy, vậy cái bài này ta thấy rất là hay nhé, là chúng ta có thể điều khiển được rất nhiều thứ. Bây giờ thầy làm thử cho bạn thêm một cái bài nữa như này cho nó hay nhé. Đây này, đây thầy, bây giờ thầy này, thầy cho con xem bài tập này rất hay nhé. Này thầy, đây thầy, đây bây giờ thầy lưu cái mới này nhá. Đây, đây quả bóng nhá. Quả bóng này là nó có, các bạn thấy nó có ba trang phục này. Đấy, trang phục nhá, là xanh này, vàng và tím. Bây giờ thầy có thể lập trình để điều khiển cho nó là thay đổi được cái hình này nhé. Đây là thầy lập trình đơn giản, thầy chỉ vào sự kiện thôi. Thầy vào cái lệnh này là khi nhánh chuột lên nhân vật này, và khi nhánh chuột lên ta cho nó thì cho nó là đổi làm cho nó thì là chuyển sang trang phục kế tiếp. Đấy, đây nó qua lên này thôi. Thầy bấm chuột nhé, này. Đấy, chuyển sang lệnh khác này. Thấy không nào? Thấy không? Đấy. Được thì thầy thử một cái lệnh khác nhé. Đây thầy làm tập này hay này. Mình thấy muốn là một nhân vật mà nó hiện ra với nhiều hình các con vật khác nhau, làm như thế nào? Đây, bây giờ thầy niêm cái bài mới nhé. Cái bài này mà thầy phải lưu lại cho yên tâm này. Là bóng thay đổi màu khi nhánh chuột nhá. Rất đơn giản thôi. Bây giờ thầy làm bài nữa cho các bạn xem nhá. Bây giờ thầy new bài mới này để cho các bạn xem này. Để con mèo này nhá. Con mèo này nó chỉ có đây là hai nhân vật nhá, đây là hai trang phục nhá. Mình xóa cái trang phục thứ hai đi, xóa này. Mà thầy muốn cái bài này là trang phục 1 là con mèo, thầy để đây là mèo, mà thầy muốn là trang phục 2 là con vật khác, làm được không? Được. Đây, thầy cho các bạn xem. Rất là hay luôn nhé. Trang phục 1 là mèo. Rồi. Bây giờ thầy muốn nó bổ sung trang phục cho nó được không? Được. Bổ sung trang phục mới cho con mèo này, thầy bấm vào đây. Đây. Bấm vào đây. Được chưa? Chọn trang phục thứ 2. Đây. Số thứ hai là con đây là con cánh cam. Bấm vào đây nữa, trang phục thứ ba thầy chọn là trang phục thứ ba thầy chọn là con cua nhé. Trang phục thứ tư thầy chọn là con này, nhiều con lắm, con cá. Trang phục thứ năm là con thầy chọn con khác, chọn một con nữa nhé. Con ngựa, được chưa? Đó, như vậy là mèo này, cánh cam này, cua này, cá này và ngựa nhá. Thấy không nào? Đấy, bây giờ thầy lập trình này. Lập trình sự kiện này, thầy khi ta nháy chuột thì nó thay đổi cái nhân vật đi. Đây, dùng lệnh là hiển thị là trong một kế tiếp. Cái này thôi, chơi thử này. Đấy, thay đổi chưa? Chạy thử nhé. Đây. Tức là chúng ta có thể điều khiển được rất là hay. Đấy. Và từ cái bài này chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nữa. Tức là tạo ra một nhân vật mà nó có nhiều hình ảnh như thế này. Có thấy hay không nào? Rất là hay. Việc thầy muốn như sau nhé. Thầy cho nó chuyển động này. Chuyển động khi gặp cạnh thì quay lại và thành bằng một con khác. Đây, thầy làm như này nhé. Đây. Thầy không còn làm nữa, thầy làm như sau. Đây. Thì bấm vào đây nhá. Đây thì cho nó chạy liên tục này. Điều khiển này chạy liên tục này. Nhá. Nó move về phía trước này là 10 này. Nhá. Khi gặp cạnh thì quay lại này. Cho nó nhanh này. Gặp cạnh thì quay lại. Nhưng mà nếu gặp cạnh thì đây. Vào điều khiển dùng lệnh nếu thì. Nếu. Ta vào lệnh cảm biến và chọn lệnh đang chạm. Đây. Nếu mà chạm cạnh thì làm sao? Thì đổi trang phục nhân vật chuyển sang con khác. Đây. Đấy. Thấy không nào? Một cái bài đơn giản thôi nhưng mà hay, thì cho các bạn chạy xem thử nhé. Này, bắt đầu này.
Đấy. Thấy không nào? Đấy. Nó là nó khác nhau. Nó không đổi rồi. Nó dừng lại con cua mãi à? Có lý nhỉ? Thì kiểm tra lại nhé, xem lại trang phục, kiểm tra lại một chút. Trang phục kế tiếp. Trang phục đây mà. Sao lại dừng lại con đấy thế? Làm lại nào, chạy lại này. Để từ đầu chọn xem nhé, đây này. Đây. Trang phục kế tiếp. Chuyển trang phục đầu tiên là ban đầu trang phục đó là mèo này nhé, ban đầu nhé, rồi chạy thử này. Đấy. Sao nó dừng lại đây nhỉ? Đấy. Sao có hai con nhỉ? Không chuyển sang trong kế tiếp này nhỉ? Nó có hai con đi mãi nhỉ? Đây là lỗi, đây là lỗi của chương trình nhỉ? Chứ không phải phải lỗi của thầy đâu. Thầy lập trình là đúng rồi đấy. Đây là lỗi của chương trình. Lỗi của phần mềm đấy. 4, 5. Ở đây là con cua, nó phải chuyển sang con cá chứ. Sao không thấy cá gì cả? Sao con ngựa ngay? Đây nó bị lỗi đấy. Nha, thôi được, thầy. Thấy con cá rồi đấy, nhưng mà nó kiểu như là khi mà con cua với con ngựa xuất hiện trước rồi thì con cá mới xuất hiện. Không nghe lỗi. Thầy ghi đây, thầy cái bài là bài nhất là cái bài là các con vật nhé. Đây là cho chương trình chứ không phải đâu. Phải cho thầy là đây là con chương trình bị sai đấy. Được rồi. Thế thôi nhé, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay học tới ở đây thôi. Con về nhà là bài tập cho thầy các bài từ bài đầu đến bài giờ nhé, bài 3 4 5 nhé. Từ hôm nay là chúng ta học tới đây là học 3 buổi đầu là ba cái bài đầu tiên dễ của chương trình. Từ hôm sau là sang bài khó hơn rồi đấy nhé. Nhá. Thôi các bạn nghỉ nhá. Chúng ta nghỉ thôi nào. Chào các bạn nhá. Em chào thầy. Chào các bạn. Chào thầy. Cảm ơn.